Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shop ạc rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lại cho anh em. Tôi Đức Trài chào lại cho anh em. Tôi Tiến chào lại cho anh em. Tôi Cường Ca Cực chào lại cho anh em. Tôi Lâm Cô Đơn chào lại cho anh em. Bạn Cô Đơn à? Tôi là Cô Đơn. Ok các bạn ạ, bạn Lâm Cô Đơn nhá. Thì hôm nay ở clip này thì mình đáp ứng một số ý tưởng của các bạn, đáp ứng yêu cầu của các bạn. Yêu cầu mình bảo anh ơi, anh làm một cái lồi lấu lươn khổng lồ đi. Thì hôm nay mình đã mua rất nhiều lươn và 5kg lươn mắc nhiều luôn, khoảng độ 100 con các bạn ạ. Thì ngay sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem. Em nói gì? Nếu như các bạn cứ có ý tưởng gì, các bạn chỉ cần comment bên dưới, anh em mình sẽ thực hiện tất cả các ý tưởng mà các bạn đưa ra. Thế thôi à? Kỳ cái gì khổng lồ anh em không làm được. Ok các bạn ạ, thì còn bảo là các bạn chỉ cần comment ý tưởng ở bên dưới, anh em mình sẽ làm tất cả những ý tưởng đó các bạn ạ. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem số lươn mà anh em mình đã mua. Nếu các bạn mà thấy clip này có như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là số nguyên liệu mà anh em mình đã chuẩn bị để có thể làm được một lồi lẩu lươn khổng lồ các bạn ạ. Thì ở đây là 5kg lươn rất là nhiều, ở đây phải đến 100 con. 100 con bởi vì nó nhiều, nó bé các bạn ạ. Bây giờ anh em mình đây là người ta gọi là lươn đồng, lươn mà người ta bẫy ở đồng ấy, không phải lươn nuôi. Nếu mà lươn nuôi công nghiệp ấy thì nó phải to bằng cái cổ chân của mình mất các bạn ạ. Bên này là chỗ này 5 cân các bạn nhá. Bây giờ một lát nữa thì bán Lâm sẽ đi làm thì đây anh em mình sẽ cho vôi vào để cho nó sạch nhớt các bạn ạ. Còn bên này là một số nguyên liệu, bên đây là có 6 hộp sa tế này, miến nếu anh em nó đói để ăn này, rồi đây là ớt này, dứa, mùi tàu, cà chua. Tía tô, rồng ổ, đây là bi chuối. À quên, chỗ mình gọi là bi chuối thôi, còn chỗ các bạn thì gọi là hoa chuối. Còn một cái loại rau nữa, nhưng mà một lát nữa mình mới tiến đi lấy. Và nó ở ngoài ao cơ, nó không ở đây. Món gì ở ngoài ao bạn? Một lát nữa tôi mới tiến đi lấy thằng bạn. Rau gì ở ngoài ao mà ăn được? Ngoài ao mà lại có rau là... Đây, bạn mới cường ở nhà làm ra thịt chỗ lươn này. Còn tôi mới tiến sẽ đi ra ngoài lấy cái loại rau đó về. Bạn đảm bảo sau khi mà bạn ăn cái loại rau đó bạn sẽ nhớ suốt đời luôn. Đó, ok các bạn ạ. Anh em mình đã phân chia công việc rồi. Cường với Lâm sẽ ở nhà để làm thịt 5kg lươn này. Còn mình mới tiến sẽ đi lấy loại rau đặc biệt đó các bạn ạ. Đi nào Tiến. Đây là cái nguyên liệu mà không thể thiếu để anh em mình có thể cho vào món lẩu lươn đó. Đó chính là bèo các bạn ạ. Bây giờ Tiến sẽ xuống lấy ít bèo và anh em mình thái ra thay cho dọc mùng các bạn ạ. Anh em mình sẽ không dùng dọc mùng mà anh em mình ăn bèo này thì bởi vì nó phồng, mình chỗ mình ấy thì hay ăn kiểu ăn bèo này nó phồng kiểu dọc mùng ăn rất là ngon luôn các bạn ạ. Lấy nhiều vào anh em mình về thái ra để cho vào thôi. Ở đây thì bèo bạt ngàn rất là nhiều luôn các bạn ạ. Rồi tạm thế thôi, đi anh em mang về. Thế thôi là anh em mình về là chế biến là có thể để cho vào lẩu lươn được rồi. Đi thôi. Anh em mình đang thái rau củ quả để chuẩn bị làm nguyên liệu các bạn ạ. Kia là Cường đang thái hoa chuối để cho vào cái nước ngâm, gọi là nước giấm pha loãng với nước để cho nó, khi mà anh mình thái xong kiểu như để giữ được cái độ cái hoa chuối kia màu trắng trắng ấy. Ô, nó không bị thâm. Thế cái này làm nào đây? Hả? Cái này á? Đấy, cái này anh bảo em cắt cái này, đây em kéo này lên. Đấy, cắt đến đây, cắt từ đây. Đấy. Rồi, còn cái này cắt đến đây, đấy. Đấy, xong rồi em để cho em cắt chéo đi. Biết thái chéo chưa? Ừ, ngắn ngắn thôi. Đấy, tầm ý. Đấy, thế thôi, thế là có món gọi là bèo rồi. Tí cho vào lẩu lươn thì ăn tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái chỗ kia đừng lấy ngắn quá, đừng lấy trên ngọn quá thì để vừa vừa nó to to nhìn tí ăn nó mới ngon. Nó sộp sộp ăn ngon. Đốt con trà thì chuẩn bị ra để gì đi. Để ngắt lút mấy cây rau này đi. Cái rau ngổ những thứ này. Em lại tưởng có cái món gì đặc biệt lấy ở ngoài ao. Anh ra cái rau bèo này, cái mặt này. Thôi hỏng rồi. Các chú yên tâm đi, một lát nữa ăn đảm bảo là phê tới già luôn. Thôi cứ thái đi, việc làm cứ làm đi, tí ăn thử mới biết là nó phê đến đâu. Ở ngoài ao có món gì đặc biệt. Ở thái đi, thái đi. Anh em mình đã thịt xong lươn rồi các bạn ạ. Anh em mình bỏ hết cả đầu và đuôi rồi. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành đến bước gọi là đập bành người nó ra, đập coi như là gần là nhỏ nhừ luôn cái xương các bạn ạ. Đây, đập xong nó bành ra như này này. Đấy, cả người nó coi phè ra luôn. Nó sẽ như này rồi anh em mình sẽ đem đi chiên qua các bạn ạ, để cho nó cứng lại rồi anh em mình sẽ cho vào lồi lấu sau. Bạn đập đi, bạn đập đi. Tiến đập thấy thích không?
rất phơi. Anh em mình đang nhóm lửa để chuẩn bị một bên bếp thì anh em mình sẽ chiên qua lươn các bạn ạ. Chiên qua lươn rồi bên này thì nồi lẩu này thì anh em mình sẽ cho nguyên liệu vào. Ớt này, một giỏ ớt cho vào đi. Siêu cay luôn các bạn ạ. Bên này thì có gì đây? Cà chua này, dứa này, lẩu thái này, sa tế này cho vào đi. Cho tất vào, đổ tất vào luôn. Đây, đổ hết vào. Tất đây. Ôi. Tất đi có 2 ngày chưa giặt rồi. Anh bảo là cho tất đồ vào chứ chứ không phải là cho tất. Mày đi làm gì mà mày thủ tất ở trong túi kìa. Đó, cho tất những cái đồ này vào đây. Cho hết vào đi. Tưởng là cho tất vào không. Cho đổ hết vào, cho siêu cay, cho lẩu thái cũng vào, cho lên màu cho đẹp đi nào. Dứa cũng được. Đồ chả bốc hết vào. Cà chua cũng cho hết vào cho lên màu cho đẹp. Anh em mình đã chiên lươn xong rồi các bạn ạ. Ba anh em đang xếp hàng để cho đồ vào trong cái nồi lẩu lươn này. Lão Cường mở ra đi. Umbala mở. Chiu. Ui giời. Đổ hết lươn vào. Ui giời, bạn đổ bèo vào. Bèo này. Ui giời. Còn mấy cây chưa cắt. Ai thái bèo ấy. Tía thái, tía thái. Rồi, đảo đảo rồi, em bỏ cái bung xuống cái kia. Rồi đảo lên, khuấy lên đi. Đào quấy lên để anh mình thưởng thức thôi. Đói. Gậy tôn ngộ không này. Đói. Gậy thần thánh. Đói lắm rồi. Gậy. Đào lên. Bèo tiến em, thái. Em gì mà không em khoảng sợ. Bèo tiến thái chứ ai thái. Gậy. Để cả cây luôn sợ thật đấy. Gậy này là gậy quấy ấy. Đây, cây bèo đây, đây. Tí là tiến ăn mấy cây bèo ấy nhá. Em khuấy sâu vào bên trong bên dưới mà. Đấy. Có mùi gì không nhỉ? Mùi thơm và mùi cay. Tôi đậy lại cho nó chín một tí đi, xong anh em mình sẽ thưởng thức luôn thôi. Rồi, tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời. Thơm quá. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức nồi lẩu lươn khổng lồ các bạn ạ. Đó, bắt đầu anh em thưởng thức thôi. Mời các bạn ăn bèo. Thử bèo ngon không nào? Xem có ngon hơn dọc mùng không nào? Mời các bạn ăn rau chuối nhé, rau lợn nhé. Mình xin phép mời các bạn. Ngon ngọt. Được không? Được. Rồi thế xem nào. Ăn phát là nhớ nhau cả đời luôn, hiểu không? Nhớ cái món gọi là bèo Tây luôn. Cay quá. Mùi thơm ấy nhưng mà cay. Lươn ở bên dưới ấy, lấy cái gì múc lên. Lươn rất nhiều ở dưới ấy. Đấy, dưới này. Không biết lên đó, cho luôn vào cái bát. Úi giời. Thoải mái ăn. Tiến em múc cho mỗi anh em một múc một môi lươn rất nhiều vào. Anh em kiểu như ngại là cái đũa không với tới sợ bóng nên em múc thật nhiều cho anh em mà. Chia cho anh em mỗi anh em một môi lươn. Đó, chia đi. Nhiều quá đúng không? Lâm. Đây các bạn ạ, em Tiến nó múc cho rất là nhiều lươn luôn, một bát toàn lươn là lươn thôi. Ở bên dưới thì mắc nhiều luôn. Xem mà ngon không? Ăn thử bèo Tây xem ngon không nào? Ngon. Bèo Tây ấy. Mời các bạn ăn lươn nhá. Hay. Ngon. Đấy quá. Rồi ớt à. Sáu lọ xà tế. Quá. Tôi chả thấy nào. Ngon. Cay quá. Mình nhìn lươn ngày xưa mình nghĩ mình chán lươn rồi. Cho vào lẩu ăn ngon đấy. Nhìn nó kiểu như mấy con giun này đúng không? Như mấy con giun mà giun to to mà hay cuốc đất mà to ngón tay cái này này. Ngon mấy ngon vậy. Ghê mà. Vào rồi ăn ngon thật. Người ta bẫy lươn đồng người ta toàn dùng giun ý bạn ạ. Không ăn thì tôi biết là những món ý là lươn nó sẽ ăn rồi. Nhưng mà ý tôi đang bảo là nhìn mấy con lươn này giống cái kiểu mấy con giun ý. Bạn hiểu không? Gì? Bên dưới ở trong này còn rất nhiều rau ấy. Ôi Tiến hôm nay cầm cái bát to sao tiết kiệm kìa. Đôn Trà chắc là không muốn tự múc, Đôn Trà múc cho Tiến hai môi vào. Ngại à? Hôm nay Tiến ngại. Tiến hôm nay ngại à? Ngại. Hả? Nhiều vào đấy, ăn đi cho béo. Ăn nhiều vào. Ăn nhiều nhá. Đấy. Múc cho ít nước rồi à? Thôi,
À, hỏi anh em một cái, xong là cái ăn sau khi mà ăn cái bèo thì có thấy nhớ nhau suốt đời không? Nhớ đời luôn. Sức chịu đựng của mình có giới hạn các bạn ạ. Đói, đói. Bởi vì sức chịu đựng của mình có giới hạn nên là mình sẽ phải bảo thưởng thức luôn rồi. Bởi vì cứ ở ngoài quay mà để anh em nó ăn, thực sự là không có clip nào mình có thể kiềm chế được nước miếng, hay là do mình kiểu như nhìn đồ ngon quá mình muốn ăn các bạn ạ. Mình sẽ thưởng thức luôn. Múc cho anh một môi để thử xem nào. À, trời ơi, trời ơi, nguyên nướn luôn. Ừ. Bình. Đấy, bèo, 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 bèo. Tôi xin. Anh em đã múc cho mình được một bát đây rồi các bạn ạ. Mình sẽ thưởng thức luôn. Mình mời tất cả các bạn nha. Ừ. Ừ. Ăn bèo à? Anh làm ít bèo, anh quảng cáo ngon lắm. Anh làm ít rồi hết rồi anh. Bèo tây đấy. Anh ăn đi, anh quảng cáo ngon. Ngon chứ? Ngon, đúng là ngon thật. Ừ. Nãy bọn em còn bảo ngon rồi. Ai đó hương ngọt ngọt. Ừ. Bây mình sẽ thử một đoạn bèo các bạn ạ. Nó ngấm nước của mình vào ăn ngon thật. Ừ. Ăn thật thật. Tuyệt vời đấy. Thực sự là mấy anh em này chưa được ăn bèo bao giờ nên chưa biết cái cảm giác đó các bạn ạ. Còn mình đã từng trải qua rồi nên là mình biết là có thể thay thế được mấy cái cây kiểu khoai trong mùng ấy các bạn ạ. Ngon, ngon mà. Ăn nó kiểu sật ngon ngọt. Giòn. Nước bên trong phun ra ngọt tuyệt vời luôn. Wow. Anh em mình ăn tạ mì tôm. Lấy có mua miến nhưng mà sợ bây giờ thả vào nó không chín. Thôi ăn anh em mình dùng mì tôm vậy nhá. Ok. Có vào không? Liệu chín, liệu bè liệu chín được mì tôm không? Chắc chín đấy, chắc là mì tôm sẽ nhanh chín hơn được miến. Cho vào. Thực sự anh ăn cái này lo rồi, phải đợi ăn thêm mì tôm nữa không? Ăn hai cái bát này, lo luôn đấy. Tôi bát thế này, vẫn ăn được. Chảy quá. Cái này. Thống với mũi rồi. Đôi mũi chảy đi chảy tông tọc. Đúng mình là bị tắc mũi phát ăn vào, ăn thông luôn. À. Cay quá. Mì tôm liệu như chưa? Ui giời, vừa ngon luôn này. Mì tôm sẽ chín nhỉ? Chiến ăn bữa nay thấy nào? Ngon, nó ngon nhất ở cái bèo. Để sau này biết món rồi không? Thiếu gì ra bèo lấy. Anh thấy cái rau gì người ta gọi là rau ngổ ấy. Hình như là cũng kiểu dùng cho lợn hay nào ấy. Anh nhìn cái kiểu ấy, anh rất ít khi ăn cái rau ấy. Ngáo luôn cho anh. Đấy nào. Mình thì ăn ngon nhất là phần có lươn. Mình chiên qua ăn nó thì rất là giòn, ăn được cả xương luôn, rất là ngon. Hay lắm rồi. Bẹo lẻ. Còn thế nào? Bội lẻ các bạn ạ. Bội lẻ chơi luôn cả mì tôm nữa. Thực sự mình ăn một bát này chưa hết mà đã cảm thấy lo rồi. Hay em như này chơi cả mì tôm nữa. Em thích ăn cà chua với lại rau chuối. Cứ lấy giờ chắc là ăn hết một cái rưỡi rau chuối mất rồi. À, rau người hay là toàn ăn rau chuối, cà chua, ăn cà chua, bọn lửa luôn. Ăn cà chua đẹp da. À Lâm, chắc lần sau nếu có làm clip, tôi sẽ bảo ban bộ cho tôi đi mua rau rồi, chứ tôi không dám ăn bèo. Nhưng hôm nay nấu rồi ăn rất là ngon. Được cái nồi anh mình làm cái nồi lẩu lươn 100 rất chi là cay và to nữa. Thực sự là mình ăn chỉ chưa hết một bát mà mình cảm thấy rất là lo rồi, mà hai anh em còn ăn thêm cả mì tôm, thực sự quá là trâu luôn các bạn ạ. Thực sự là cái nồi này thì bây giờ anh em không chán hết được, còn quá nhiều bên dưới luôn. Còn rất là nhiều luôn các bạn ạ. Rất là nhiều luôn. Đây bên dưới lươn, anh mua 5 cân lươn mà không chán hết được. Các bạn đứng lên làm theo như anh mình nha. Bây giờ thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.